Chào mừng anh em đang quay trở lại với kênh. Trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ lấy một con biến áp này, biến áp của Ly nha. Mình sẽ làm một cái sạc pin sạc quy. Cũng theo như những cái sơ đồ mà mọi người hay làm ấy thì mình sẽ làm nó khá là đơn giản và sạc siêu khỏe luôn mọi người nha. Thì cái biến áp này nó ở trong cái Ly mọi người ạ. Thì mình mua lại với giá chỉ có 30. Đấy thì khá là rẻ đúng không? Nếu như cái sạc quy chúng ta mua những cái sạc lớn thì nó cũng mấy trăm nghìn. Thì mình thấy là được cái là một chút mẹo thôi thì chúng ta có hoàn toàn có thể có một những cái sạc pin nó sạc quy nó khá là mạnh và nó dùng nó rất là hiệu quả nha. Cái này thì mình thấy là nó khá nặng và nó sẽ rơi vào khoảng cái này cái cục biến áp này nó sẽ được khoảng 15A đấy mọi người ạ. 15A là công suất của nó ấy. Thì bây giờ để xác định được cái đầu dây nào để chúng ta hàn vào để làm cái dây 220 ấy, thì chúng ta cần phải xác định cái dây 220 nhá. Thì ở đây mình thấy nó có hai dây đây và đây ba dây này. Bên này thế, bên này ba dây. Thì những cái dây nhiều bên mà có nhiều dây thì thường thường người ta sẽ quấn biến áp là dây ra thứ cấp chứ không phải là sơ cấp nhá. Thì sơ cấp thường thường chỉ có hai dây thôi. Đấy, thì bây giờ mình sẽ hàn hai cái dây vào đây để mình làm cái dây 220 và mình sẽ tiến hành đo cái điện áp đầu ra để mình sẽ xác định được là mình sẽ sạc 24V hay là 12V nhá. Thì ở đây có nó sẽ có khoảng ba cái dây rất là lớn, dòng lớn thì anh em không nên dùng nhá. Anh em nếu dùng dòng lớn này thì anh em nên dùng cho những loại sạc 48V hay là gì đấy. Đấy thì mình xác định được là nó là những cái dây to này này thì nó sẽ ra cái dòng rất là lớn. Đấy, còn những cái dây nhỏ thì nó sẽ ra dòng nhỏ. Đấy, chính vì thế là chúng ta cần phải xác định để chúng ta dùng cái loại nào nhá. Tất nhiên là vẫn có thể sạc được nhưng mà nó sẽ làm cho bình chúng ta nóng lên và hỏng đi nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ hàn dây vào. Đã hàn xong cái hai cái dây cấp nguồn cho nó rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình cấp nguồn và mình đo điện áp cái ngưỡng ra của nó xem nó là được bao nhiêu vôn nha. Ở đây nó sẽ là điện áp xoay chiều đấy mọi người ạ. Cắm vào liệu nó có nổ không? Không nổ. Không nổ là chứng tỏ là đã chạy. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ dùng đồng hồ để mình đo xem cái điện áp đầu ra nó ở những cái cửa nào nha. Thì ở đằng sau này nó sẽ có ba cái cửa mình sẽ đo trước này. Chúng ta quay cái đồng hồ về thang 50V nha. Mình sẽ đo trước xem nó được bao nhiêu vôn ở cái cửa này. Đấy, ở đây thì nó được khoảng 17V này. Đây có 5V thôi. Ok, bây giờ mình sẽ đo ở bên này nhá. Ba mươi vôn. Ok, bây giờ là 15V này. Rồi, mình đã xác định được cái dây 15V ở đâu rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ hàn nó vào để làm sạc nha. Đây mình sẽ sử dụng một con diốt. Diốt này là diốt để chuyên sử dụng cho sạc đấy. Thì đây mình sẽ là đầu vào này và đây đầu ra. Thì cái này mình sẽ sử dụng làm sạc theo kiểu là nguồn dương nha. Đấy, thì mình sẽ lấy từ đầu vào và đầu ra. Tiếp theo mình sẽ tiến hành mình hàn hai cái đầu diode này vào biến áp nhá. Thì mình đã xác định được các đầu của nó thì bây giờ mình tiến hành mình hàn vào.
và mình sẽ sử dụng hai dây điện nhỏ thôi để mình tiến hành mình cấp vào ắc quy. Đấy, thì cái dây trắng này mình sẽ làm là dây âm này, và dây đen là dây dương. Thì dây đen mình sẽ ăn thẳng vào trong biến áp, còn dây trắng này thì sẽ đi qua con diốt. Đấy, mình sẽ sử dụng một đoạn dây đồng này để cho nó khi nó chạy nó sẽ, nếu như mà nó nóng lên nó sẽ mô ve. Đấy, nó mô ve ở cái đầu kia. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình hàn vào trong biến áp nha. Đó, thì vẫn theo những cái sơ đồ như mình hay làm, thì đó là mình chạy dương từ thẳng từ biến áp vào ắc quy và sau đó đi lên diode và vào lại biến áp. Đó, nó chạy theo tuần hoàn như vậy. Đó, như vậy là mình đã hàn xong nha. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình cấp vào trong bình ắc quy để mình nạp như bình thường. Đó, bây giờ là mình có một cái ắc quy này và mình đấu vào qua một cái UPS, để tí nữa mình sẽ dùng UPS mình kích. Như hiện tại ắc quy bây giờ đang yếu điện, bây giờ mình sẽ bật cái UPS này lên để xem nó có chạy được không. Thì hiện tại nó đang yếu điện nên là chỉ cần bật lên phát là nó đã tắt luôn rồi, nó không ra điện ở cái ổ cắm 220 mình đưa ra đây. Đấy, thì là nó sẽ không chạy được đâu, nó đấy, nó tắt ngay nha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình ghim dây và mình nạp nhá. Đó, mình sẽ ghim cả đồng hồ vào luôn. Đấy, bây giờ mình sẽ tiến hành mình cấp để mình nạp cho ắc quy. Mình sẽ chờ một lát xem là nó có vào điện không nha. Đấy, ngay lập tức thì cái điện áp ở trên đồng hồ nó đã dâng lên trên 12V. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình để đây chờ nó một lát cho nó vào và tiến hành kích nguồn lên thử xem UPS có chạy được không nha. À, nãy giờ thì cũng được 3 phút rồi. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mình ghim điện vào để mình mở UPS lên nha, xem nó có chạy không. Thì mình sẽ sử dụng tải ở đây một cái quạt và mình sẽ bật UPS để xem bình ắc quy nó có lưu được không nha. Sờ bình cũng không nóng mấy đâu, nó chạy rất là êm. Thì cái bộ sạc này nó khá là rẻ và nếu như mua thì rất là đắt. À, bây giờ mình sẽ rút điện ra mình kích UPS chạy nha. Đó, bây giờ mình sẽ dùng cái UPS này để mình xả điện cho ắc quy để xem nó có chạy được không. Thì bây giờ mình cắm cái quạt vào. Đó, mình bật lên. Rồi, như vậy là cái UPS này đã hoạt động nha, đèn đỏ đã sáng rồi. Đó, bây giờ mình chạy một cái quạt đây. Quạt đã chạy nha. Đó, như vậy là nạp đã thành công và ắc quy đã giữ được điện. Thì hiện nay thì mình sẽ sử dụng cái bộ này để mình nạp mỗi khi mất điện để mình sử dụng. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video.